Здравствуйте. Em có 3 năm kinh nghiệm khởi nghiệp ở Liên bang Nga. Ngoài tiếng Việt, em có thể giao tiếp bằng 3 thứ tiếng. Em có một mơ ước là có thể quay trở về Việt Nam để lập nghiệp. Cái bạn thể hiện ra thì tôi thật là không biết bố trí lương thế nào cả. Những nhà sáng lập ra tập đoàn FPT đều là cựu học sinh của MGU. Với chúng tôi thì những ai học ở MGU ra là không phải người thường. Nguyễn Hoài Thu, 25 tuổi, đến từ Liên bang Nga, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, MV Lomonosov, Liên bang Nga, ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp. 3 năm kinh nghiệm kinh doanh thương mại điện tử, 2 năm làm xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Nga, là một trong 3 diễn giả tại Diễn đàn Thanh niên Quốc tế Á-Âu 2021. Здравствуйте. Em xin chào tất cả các sếp, anh MC và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ hội cho ai Whose Chance mùa 4. Ngay lúc này, để mà nói về một con số ấn tượng nhất đối với các sếp là con số nào ạ? Xin mời chị Lưu Nga. Số 7, tên của chị. Xin mời sếp Trung Dũng ạ. Anh cũng số 7. Wow, em cảm ơn ạ. Còn đối với em ngay lúc này là con số 3. Thứ nhất là em đã sưu tập được cho mình đủ bộ giải nhất nhì ba trong các cuộc thi đàn, piano, quốc tế và toàn Liên bang Nga. Em có 3 năm kinh nghiệm khởi nghiệp tại Liên bang Nga. Ngoài tiếng Việt, em có thể giao tiếp bằng 3 thứ tiếng. Và cũng là 3 lần đắn đo trước khi tham gia chương trình Cơ hội cho ai. Em thật tự hào là người Việt Nam, thật may mắn được sinh ra và lớn lên tại thành phố Astrakhan, Liên bang Nga. Em có một mơ ước là có thể quay trở về Việt Nam để lập nghiệp. Và hôm nay, thiên thời địa lợi nhân hòa, em có mặt tại đây, đứng trước mặt các sếp để giới thiệu về bản thân. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoài Thu, tên tiếng Nga là Natasha. Đến với chương trình, em mong muốn tìm cho mình một cơ hội mới và mong rằng chương trình Cơ hội cho ai sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp của em tại Việt Nam. Và nếu các sếp tìm một người sáng tạo, năng động và làm việc quên ăn quên ngủ, то выбирайте меня. Спасибо. Ngoài cái tài năng âm nhạc với lại ngôn ngữ ra thì em còn tài năng nào khác? Về chuyên môn thì em có 3 năm kinh nghiệm khởi nghiệp ở Liên bang Nga. Thì em cũng đã thử sức mình khởi nghiệp. Em cảm thấy là em mạnh về marketing. Còn về xuất nhập khẩu thì em có đi làm thêm cho một công ty ở Nga làm xuất nhập khẩu về hoa quả nông sản từ Việt Nam sang Nga. Là công ty của Việt Nam đúng không? Đấy là không phải là công ty xuất nhập khẩu. Đấy là công ty của một chuỗi cung cấp hoa quả và gia vị cũng như thực phẩm cho chuỗi nhà hàng ở Liên bang Nga. Và em làm vị trí gì? Em làm vị trí là liên quan đến nhập khẩu hàng hóa. Em sẽ lên plan là các chuỗi cửa hàng cần bao nhiêu sản phẩm để em đặt hàng ở Việt Nam với chuỗi nhà cung cấp ạ. Sau đấy thì sẽ làm giấy tờ để xuất khẩu và nhập khẩu và làm việc về bên hải quan. Em nói là em thích làm marketing nữa, thì marketing thì em làm công việc gì? Marketing thì em quan tâm về social media marketing ạ, là về marketing trên mạng xã hội. Nhưng mà em biết là xuất khẩu ấy cũng cần phải kỹ năng marketing. Anh phải đi mở thị trường, anh phải nghiên cứu, anh phải tìm kiếm khách hàng. Thực ra nó là marketing chứ không phải là sale đơn thuần. Hai kỹ năng này có thể kết hợp được với nhau. Em nghĩ rằng mức lương bao nhiêu thì em sẽ đủ sống trong thời gian đầu này tại Việt Nam? Mức lương đủ sống em nghĩ là tầm 20 triệu ạ. Một đỏ, hai đỏ. Vâng, ba đèn đỏ rồi. Và vâng, xếp giúp đèn xanh. Anh có thể tạo điều kiện cho em ở tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ làm ở trong bộ phận liên quan đến marketing. Và ở đấy các bạn rất là trẻ, cỡ tuổi bạn là chính. Thì nếu bạn cảm thấy là làm được, tôi sẽ muốn chia sẻ một vị trí ở đấy. Và tôi nghĩ rằng là bạn sẽ học được rất nhiều. Dạ, trong vâng. Điều kiện Việt Nam. Lúc nãy tôi cố ý hỏi cái chuyện là lương, bởi vì là với cái bạn thể hiện ra thì tôi thật là không biết bố trí lương thế nào cả. Nhưng ở đây có một cái điểm gọi là điểm ưu, là những nhà sáng lập ra tập đoàn FPT đều là cựu học sinh của MGU. Rất tiếc tôi không phải ở trường đấy, nhưng mà dù sao với chúng tôi thì những ai học ở MGU ra là không phải người thường. Cái này là thật lòng. Rồi, cảm ơn. Chúng ta có 2 đèn xanh và có 3 đèn đỏ. Những người hỏi nhiều nhất là những người dành cơ hội cho ứng viên của chúng tôi. Với 2 đèn xanh, ứng viên đầy đủ cơ hội để đến với vòng cuối cùng của Cơ hội cho ai Whose Chance mùa thứ 4. Chúng ta cùng đến với vòng 3 của Cơ hội cho ai. Vào lúc này thì có 2 sếp đã lựa chọn
đèn xanh dành cho ứng viên, đó là sếp Hoàng Nam Tiến và sếp Nguyễn Trung Dũng. Chúng tôi mời hai sếp sẽ đưa ra những thỏa thuận. Xin mời. Tôi sẽ offer cho bạn làm về chuyên viên marketing, digital marketing với một mức lương ít nhất là bạn phải đủ sống ở cái thành phố đắt đỏ này. Vâng, xin mời sếp Dũng ạ. Anh thì sẽ mời em về làm trong phòng xuất khẩu. Cái thế mạnh em là biết nhiều ngoại ngữ và cái sự tự tin. Đấy, nhưng mà còn những kỹ năng khác thì cũng phải dạy từ đầu. Chúng ta sẽ cùng đến với mức lương kỳ vọng mà ứng viên đã đưa ra ở vòng trước. Xin mời. Một con số tôi nghĩ là cũng không thấp. 24.999.999 đồng. Giá như mà có sếp Quyền ở đây thì tôi nghĩ là bạn có cơ hội, bởi vì sếp Quyền rất thích ai đưa ra những con số 9 ở cuối. Nhưng sếp Quyền lại không lựa chọn bạn. Sếp Tiến với sếp Dũng mới là những người lựa chọn. Hãy cùng xem các sếp dành cho bạn một sự ưu ái như thế nào, một thỏa thuận ra sao. Xin mời. Vâng, sếp Nguyễn Trung Dũng, vị trí nhân viên xuất khẩu, mức lương 18 triệu. Và mức lương này không bằng với mức lương kỳ vọng của ứng viên. Bạn chưa có cơ hội. Bây giờ sẽ là mức lương thứ hai. Vị trí Digital Marketing, mức lương 23.456.789 đồng. Những con số rất đẹp của sếp Hoàng Nam Tiến, nhưng chỉ có điều nó vẫn thấp hơn mức lương kỳ vọng. Nếu là ở những mùa trước bạn sẽ phải ra về, nhưng năm nay với sự thay đổi của chương trình để mong mang tới nhiều cơ hội hơn cho các ứng viên, thì bạn sẽ được lựa chọn một trong hai sếp để thỏa thuận. Nếu như bạn dùng quyền thương lượng, bạn có muốn dùng quyền này không? Dạ em có. Bạn có dùng. Vâng, quyền thương lượng được sử dụng. Và bạn muốn chọn thương lượng với sếp nào? Dạ em xin chọn thương lượng với sếp Tiến ạ. Sếp Tiến, anh cho em lời khuyên. Em về Việt Nam lâu chưa? Em mới về được 4 tháng ạ. Đó chính là vấn đề của sự hòa nhập với văn hóa cũng như môi trường. Với những người mới như em, hãy bắt đầu ở những con số vừa đủ. Và hành trình khi làm việc sẽ quyết định mình là ai và muốn có cái bức đãi ngộ ra sao. Đừng vội khi chúng ta đang cần thời gian để hòa nhập. Bây giờ mời em hãy thương lượng với sếp Hoàng Nam Tiến. Mời em. Sếp cho em hỏi là ở công ty mình em có thể làm ở vị trí nào khác nữa không ạ? Vâng, tôi cũng đang phải cân nhắc đúng câu chuyện như vậy. Bởi vì là thực ra vị trí của bạn có nhiều bạn cùng làm. Dạ. Và nếu mà tôi điều chỉnh mức lương offer cho bạn thì tôi bị gây một áp lực rất lớn về sự đối xử không công bằng với những người mà đã thực ra họ cũng có nhiều kinh nghiệm và họ đang nhận mức lương thấp hơn. Vì vậy thành ra có lẽ bạn sẽ phải tự nghĩ rằng là mình có thể có một công việc gì khác mà em sẽ sẵn sàng làm cho công ty. Tôi gợi ý luôn. Dạ. Tôi thì không biết là bạn có khả năng hát thế nào, cái khả năng đàn của bạn với kết quả như này tôi nghĩ là tốt rồi. Thế thì tôi có một cái đề nghị ở FPT rất hay là ở dưới sảnh của chúng tôi ấy, là lúc nào cũng có một cây đàn để đấy. Dạ vâng ạ. Và chúng tôi có hẳn một cái lực lượng bọn tôi gọi là ban văn hóa đoàn thể. Các bạn này làm một nhiệm vụ là chuyên nghiệp luôn, 100% thời gian để chăm lo đời sống tinh thần của mọi người. Vì vậy tôi sẽ đề nghị, tôi đồng ý với mức lương 24 triệu với một số con số 9 của bạn. Với điều kiện là bạn sẽ ngoài công việc liên quan đến digital marketing với KPI nặng nề, thì bạn sẽ phải đồng ý với việc là mỗi một ngày bạn sẽ có một tiếng đồng hồ làm cùng với ban văn hóa đoàn thể của chúng tôi. Và dạ, bạn lại sẽ nhận thêm công việc ở đấy. Trước nay thì phần lớn là mọi người là tình nguyện, nhưng mà bây giờ lại có một người gọi như là part time như bạn, thì tôi nghĩ là anh giám đốc ở bộ phận đấy cũng sẽ đồng ý là tương trợ cho tôi một phần kinh phí để trả lương cho bạn. Nhưng mà tôi nói thật nhé, việc đấy là việc nghiêm túc. Thì ở chúng tôi, việc mà làm văn hóa doanh nghiệp là một đội ngũ chuyên nghiệp và họ toàn tâm toàn ý làm việc đấy. Họ nhận được full lương 100% để chỉ làm những việc như vậy.
để đảm bảo sao cho mọi người gắn kết với nhau, mọi người đoàn kết với nhau. Vâng, và bạn có đồng ý với những yêu cầu được đưa ra từ phía sếp Tiến không ạ? Quyết định của em là... về với sếp Tiến ạ. Xin được chúc mừng.